Chào các bác nhé, chào các bạn nhé. Trong cái video này thì xin nói về cái cách chữa cái đau dây thần kinh số 5 một cách tốt nhất nhé. Cái đau dây thần kinh số 5 ấy, hay còn gọi là đau dây thần kinh tam thoa hay còn gọi là thần kinh sinh ba, thì cái gốc của cái thần kinh số 5 ấy nó nằm ở sát thần tài. Nó là cái dây thần kinh ba nhánh chia làm ba, thì nhánh thứ nhất là lên trên trán, nhánh hai là má và nhánh thứ ba là lên xương hàm. Thì có thể nó đau cả nhánh 1, nhánh 2, nhánh 3, có thể là đau hai nhánh hoặc có thể đau một nhánh. Thường ấy thì đau của cái nhánh hàm này thì sẽ bị lẫn với đau răng nhé. Tuy nhiên rằng trong cái để phân biệt được cụ thể là thần kinh sinh ba đau hay thần kinh số 5 đau hay đau như thế nào thì thường là Tây y người ta sẽ khám ra cho các bác. Tuy nhiên các bác cũng có thể qua cái nhận định như cơn đau ấy nhé. Cái cơn đau này thì nó có một cái đặc điểm, nó đau dồn dập, đau theo từng cơn và rất là đau. Chính vì vậy cho nên nó có thể là đau một nhánh, hai nhánh và ba nhánh. Đối với Tây y ấy thì đối với Tây y ấy thì người ta chưa tìm ra được cái nguyên nhân chính thức nhé. Người ta chỉ nói rằng có thể là do bị chèn ép này, do bị mạch máu này, rồi do có thể là do khối u này. Nhưng mà đối với lại đông y ấy, thì người ta nhận định rằng cái cơn đau này ấy, một là do ứ huyết nó sinh đau, hai là do cái nhiệt, thường ấy thì do nhiệt độc là chính sinh ra đau nhé. Cho nên lối chữa của đông y ấy là hạ ứ huyết và hạ cái nhiệt độc để chữa được cái thần kinh số 5 này. Thì đây là một loại thảo dược nhé, đây là một loại dược chúng ta đang cầm đây, chuyên dùng để chữa đau thần kinh số 5 nha, hay còn gọi là đau thần kinh tam thoa. Thường ấy thì các bác mà bị đau ấy, chỉ cần dùng một gói này thôi nhé, thậm chí không đến một gói này là có thể chữa được cái bệnh đau thần kinh số 5 rồi. Thông thường ấy thì nó tùy theo cơ địa của các bác nhé, nhưng mà đối với những người mà bị đau dây thần kinh số 5 này hay còn gọi là đau dây thần kinh sinh ba hay còn gọi là viêm thì chỉ cần dùng một gói này, ít nhất là phải đỡ nhé, ít nhất là phải đỡ. Thế còn khỏi thì đó là chuyện rất là tốt đối với các bác, nhưng mà thông thường là đỡ nhé. Dùng một gói này là đỡ, còn nếu như mà không đỡ thì sẽ không hợp với cái thuốc này, thường là như vậy. Nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng đối với nhiều trường hợp đau ấy, nó phải hợp đến 70 đến 80% là cái trường hợp đau. Bởi vì cái này này không những nó chữa về cái đau thần kinh sinh ba này đâu, mà đau răng nó cũng chữa được nha. Thậm chí là các bác bị đánh bầm dập ngã bị thương nha, bầm dập bị thương bầm dập thì cả vết thương hở cũng được nhé, chứ không phải là cứ bầm dập không đâu. Vết thương hở, vết thương chảy máu đấy, nhưng mà nó có cái bầm dập sưng đau ở cái phần cơ này này, các bác dùng cái này cũng rất là tốt nha. Ngoài ra nó còn nhiều tác dụng khác nữa, nhưng tuy nhiên trong cái video này xin chia sẻ với các bác rằng cái thảo dược này nó có tác dụng chữa cái đau dây thần kinh số 5, đau dây thần kinh sinh ba, rồi các cái vết thương bị bầm dập, ứ huyết nhé. Thì khi dùng ấy thì các bác khi mà mới bị ấy, thì các bác có thể ngày dùng tới 2 hoặc 3 lần, mỗi lần dùng 2 hoặc 3 cái thìa sữa chua đong đầy cái bột này, các bác hòa vào nước xong uống nhé, hoặc các bác cho trực tiếp mồm xong các bác uống nước đè lên để nuốt cái bột này xuống là được. Thì có cách dùng như vậy. Cái này nó có cái đặc điểm là nó thải ứ huyết, thải cái nhiệt độc qua cái đường đại tiện nhé các bác nhé. Đấy. Thì khi mà các bác dùng ấy, thì các bác chỉ dần dùng mở cái gói này ra này, các bác mua, các bác lấy cái thìa sữa chua ấy, đong đầy 2 nhé hoặc 3 thìa sữa chua cho một lần dùng, ngày dùng 2 đến 3 lần tùy theo cái sức chịu đựng của các bác. Thường thì từ 5 cho đến 8 tiếng là nó bắt đầu nó sẽ thải cái nhiệt độc nhé, qua cái đường đại tiện. Có nghĩa rằng khi các bác uống vào thì cái nhiệt độc và cái huyết độc này nó sẽ được thải qua đường đại tiện sau từ 5 đến 8 tiếng. Có nghĩa là nó sẽ gây các bác đi ngoài nhé, đi cầu lỏng thế thôi. Thế còn đi cầu lỏng thì nó có nhiều tác dụng, trong đó nó thải được cái độc của cơ thể qua cái đường đại tiện cho các bác. Cái thuốc này không hề có cái chất phụ gia nào cả, hoàn toàn từ các cái thảo dược thiên nhiên nhé để tạo thành một cái thang thuốc này, cho nên các bác dùng yên tâm. Còn
cái việc mà nó thải độc qua đường đại tiện ấy thì nó rất lợi cho các bác, là nó thải được độc qua cái đường ruột. Chính vì vậy nên các cái đường ruột của các bác được thảo dược này nó làm sạch bớt chất độc ra ngoài nhé. Cái điều đó rất là tốt cho cơ thể của các bác. Không những nó chữa cái đau dây thần kinh số 5 này đâu, mà nó cái thảo dược này nó còn có tác dụng chữa những cái việc viêm loét trong ruột, trong dạ dày rất là tốt, và nhiều cái tác dụng khác nữa. Nhưng mà trong những cái video sau chúng tôi chia sẻ với các bác những cái loại bệnh khác mà cái thảo dược này nó có thể mang lại cho các bác. Tuy nhiên để cho các bác mà cảm nhận được ấy, thì các bác nào chẳng may bị đau dây thần kinh số 5 nhé, hoặc bất cứ cái vùng nào mà nó đau, kể cả đau dây thần kinh số 7 hoặc bất cứ đau dây thần kinh nào hoặc ngạ bẩm dọc, các bác dùng đều được nhé. Thì xin chia sẻ với các bác như vậy. Còn khi mà các bác dùng rồi thì các bác sẽ cảm thấy cái sức khỏe của mình nó được nâng lên như thế nào, đó thì là do cái cơ địa và do cái sự may mắn của các bác. Chúng tôi xin chia sẻ tới các bác và các bạn như vậy. Các bác và các bạn có nhu cầu đặt mua cái thảo dược này, vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo số 0932 340 345 hoặc 0964 421 551. Xin cảm ơn các bác và các bạn đã xem video của tôi nhé. Các bác và các bạn hãy đăng ký cái kênh để luôn luôn ủng hộ cho chúng tôi, và chúng tôi tiếp tục ra những cái video mới để chia sẻ cho các bác. Các bác cần tư vấn thêm các cái bệnh nào đó nữa khác thì các bác có thể liên hệ. Xin chào các bạn và các bạn trong những cái video tiếp theo nhé.